Vâng, xin chào sự trở lại của tất cả quý bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và cảm ơn tất cả quý bác đã dành cho Kỳ Lân Luxury một tình cảm thật là tuyệt vời. Một tình cảm mà phải nói là chỉ có sự giao lưu, sự quý mến nhau mới có được trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý bác siêu phẩm điện thoại cảm ứng đẳng cấp nhất của Vitu 2017 trước khi công ty Vitu tuyên bố là phá sản. Mẫu điện thoại này là mẫu điện thoại cảm ứng đời cuối cùng chính hãng Hanmax của Vitu. Lúc đó người ta đã làm ra cái format bề ngoài demo, thậm chí là để có hai bản demo not for sale. Đây, một bản demo not for sale và một bản là hai bản demo not for sale luôn. Demo not for sale thì hai cái bản này á là chưa tung ra ngoài thị trường thì đã bị phá sản rồi, kiểu như là có hai hình thức, một bản là demo not for sale và một bản not for sale. Thì cái bản demo á, thì thường là vỏ chưa có ruột bên trong, có ruột nhưng mà kiểu như là ruột là demo thôi, không phải là sử dụng được như mô hình vậy, giống như mô hình vậy. Và một bản not for sale là bản đã thành phẩm rồi nhưng mà chưa có bán, thì đã được hiện tại là số lượng lúc đó còn rất là nhiều, cho nên là đã được Kỳ Lân Luxury mua trực tiếp tại hãng về. Và nó như thế này, một bản là màu đen và một bản là màu trắng. Nói chung là cũng dòng đời X217 này thì có nhiều màu đen, trắng, vàng, cam rất là nhiều. Và hiện tại thì đây là những bản mà đã được lắp ráp hoàn chỉnh của hãng luôn. Thì hiện tại nó đã được bán tại showroom của Kỳ Lân Luxury. Tuy nhiên thì bên ngoài vẫn có một số bản là mua bản demo về. Bản demo tức là không có, chưa lắp ráp á. Rồi xong bên ngoài mới nhập linh kiện của hãng về rồi tự lắp ráp lên. Thì nó sẽ có chia làm, tính ra là ba bản, đúng nguyên tắc là ba bản. Bản thứ nhất là bản mô hình demo, tức là không có ruột mà để sử dụng được bên trong, kiểu như là chỉ mô hình cầm thôi. Đó, là nó được bên ngoài mua cái mô hình đó để mua nó về và nhập ruột về linh kiện về lắp ráp thành một cái máy bán thì giá nó sẽ rẻ. Một bản là not for sale thì tức là một bản là đã được lắp sắp sẵn và đã bán đi qua thị trường quốc tế, có bản quốc tế. Và một bản nữa là bản thị trường nội địa, là bản dành cho thị trường trung ương. Thì nó tổng cộng là ba bản như vậy. Và các bác hãy liên hệ đến với Kỳ Lân Luxury để mà chọn những bản mà quốc tế, những bản nguyên bản không qua lắp ráp bởi những đội ngũ kỹ thuật ở Việt Nam mình, thì hãy liên hệ đến với Kỳ Lân Luxury. Đây, cảm ứng thì rất là mượt, nói chung là con này xài tuyệt vời, giá cũng rẻ, vài chục triệu so với giá trị của thực của nó lúc ra đời. Nếu mà con này công bố ra ngoài thì bán ít nhất phải là 200 mấy 300 triệu. Nhưng mà hiện tại thì các bác mua những con máy line new như mới như thế này gần như là mới 100% luôn á. Bởi vì những con máy này là những con máy demo not for sale và những con máy not for sale thì thành ra là gần như mới 100% rồi. Và được sưu tầm bởi Kỳ Lân Luxury. Và các bác nào có nhu cầu mua những con điện thoại cảm ứng đẳng cấp này thì hãy liên hệ ngay đến với Kỳ Lân Luxury theo số là 0901 247 247, truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc là Zalo hotline 0901 247 247. Đây, nó có nhiều phiên bản, các bác ơi, có màu đen nè, màu trắng nè, màn hình rất là to, tuyệt vời, nó tương đương, nó bự hơn con lớp 9 luôn, nó ngắn hơn lớp 9 nhưng mà chiều 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 rộng thì nó lại rộng hơn con nó 9, và chiều ngắn, chiều dài thì nó ngắn hơn một chút. Vâng. Và video clip đến đây đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở những buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh, đừng quên like theo dõi fanpage, đừng quên chia sẻ video này. Xin chào.